cô nào có bề thế, có rồi lớn lớn tí anh, có bề thế, có nhà cửa, đó, mình xin vô mình kết nửa yêu phương, về ở rể luôn á, ở rể luôn, xin ở rể luôn, coi như là mình tìm một người có nhà cửa ổn định, có cái chỗ cơ sở rồi kinh doanh buôn bán hay gì đó đúng không, mình dành ở rể luôn. Rồi bây giờ nếu mà một cô mình lên chương trình thì cô chị rồi đang ở chợ làm công nhân đến với mình được không? Mình đã khổ rồi, không có nhà rồi. Rồi bây giờ ở chợ cái nữa nó khổ nữa. Thì bây giờ thì thôi giờ á cô ở chợ thì để kiếm mấy người có nhà, còn mình phải kiếm người có nhà để không có khổ nữa. Bây giờ ví dụ như mà người nào không có nhà, họ cũng làm công ty ở trọ giống như mình á, nhưng mà họ tích góp họ làm ăn mấy năm nữa mua được nhà thì sao? Thì cái chuyện đó không được rồi. Khó đúng không? Khó. Giờ có là ăn liền, mì ăn liền là ngon đúng không? Đấy. Nhà về ở sẵn cho mình. Bây giờ mình cần đang cần có nhà nên mình về mình nó làm ăn nhà. Vậy theo dõi câu chuyện này nha. Xin kính chào toàn thể quý vị khán giả và các bạn đến với chương trình ngày hôm nay. Hôm nay có anh trai cũng phong độ đẹp trai lên tìm một nửa thương của mình. Điều kiện của anh đưa ra cũng rất là dễ. Ai có nhà cửa ổn định thì anh xin về ở rể luôn. Liệu ngày hôm nay anh có tìm được cô nào, chị nào hay không? Kính mời cô chú anh chị theo dõi hết câu chuyện ngày hôm nay để biết thêm thông tin. Rồi thay mặt mấy anh em ở đây em chào anh. Dạ chào, chào cô. Rồi trước hết thì anh cho biết anh tên gì, bao nhiêu tuổi? Tên Lê Việt Hùng, sinh 1972, 52 tuổi. À, 52 tuổi, tình trạng hôn nhân gia đình mình sao anh ha? Đã ly hôn. Rồi anh ly hôn lâu chưa? Cũng lâu rồi. Từ lúc ly hôn giờ mình có tìm hiểu thêm chị nào nữa không? Không. Ở vậy luôn hả? À. Rồi, anh có mấy người con? Có một người con. Con lớn chưa anh? Con nay lớn rồi, có tư riêng hết rồi. Rồi, vậy là anh ở riêng hết rồi? À. Mình có nhà cửa không anh? Không. Mình đang ở chợ hả? À, đang ở chợ. Ủa trước về nhà mình ở đâu? Trước có giờ bán rồi. Sao làm bán? Làm ăn thất bại á. Làm ăn thất bại bán? Ừ, bán. Trả nợ. Rồi, bây giờ mình ở chợ. À. Rồi, hiện tại anh đang làm công việc gì? Lao động tự do. Lao động tự do, ai kia làm đó hả? Dạ. Phụ hồ rồi ha? Dạ. Có không? Mới đi phụ hồ? Có. Rồi, bây giờ mình tìm nửa thương thì như thế nào nè? Giờ lên tìm nửa yêu thương á, cô nào mà có bề thế. Nói lớn lớn tí anh. Có bề thế, có nhà cửa. Ừ. Đó, mình xin vô mình kết nửa yêu thương. Rồi. Về ở rể luôn á. Ở rể luôn, trên ở rể luôn. Bên Huy Hùng có bán nước cốt nhạc ủ 6 tháng thì nó mới được như cái hình bên cái chai này. Chị nhức mỏi này, đau nhức này, các vấn đề về xương khớp, huyết áp cao. Quý vị và các bạn ủng hộ Huy Hùng, mua hàng thì hãy gọi điện số điện thoại trên màn hình này. Huy Hùng sẽ giao hàng tận nơi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Coi như là mình tìm một người có nhà cửa ổn định, có cái chỗ cơ sở rồi kinh doanh buôn bán hay gì đó đúng không? Mình dành ở rể luôn. Rồi bây giờ nếu mà một cô mình lên chương trình thì cô chị rồi đang ở chợ làm công nhân đến với mình được không? Mình đã khổ rồi, không có nhà rồi. Rồi bây giờ ở chợ cái nữa nó khổ nữa. Thì bây giờ thì thôi giờ á cô ở chợ thì để kiếm mấy người có nhà, còn mình phải kiếm người có nhà để không có khổ nữa. Coi như là để mấy chị mà ở đang ở chợ kiếm người có nhà. Kiếm người có nhà. Ừ. Rồi anh cũng đi kiếm nhà có nhà, người có nhà. Đi kiếm người có nhà chứ bây giờ ở chợ với ở chợ nhau nó khổ nữa. Nhà của anh đâu? À. Làm ăn thất bại anh bán rồi. Trời ơi, buồn vậy. À, giờ cái thứ hai nữa thì mình không phân biệt tuổi tác. Nếu mà cô nào á đồng ý á thì mình về. Thì thôi, có phương tiện không phân biệt tuổi tác, già cũng được. Ừ, già cũng được. 65 rồi 70 cũng được. Có phương tiện, có ấy rồi mình về mình làm ăn là được rồi. Chứ không phải là mình về mình ấy, mình về cũng phải làm ăn chung. Đúng rồi, nhưng mà có điều kiện chút xíu bung ra, bung vốn ra mình làm ăn. Trước giờ mình kinh doanh hay sao anh? Trước giờ hả? Cũng có khi đi mua bán rồi trái cây đồ này kia đó rồi lỗ. Nhưng mà anh giỏi làm ăn, anh giỏi về mặt nào nè? Làm ăn hả? Ừ. Cũng mặt nào cũng chung chung mình nè. Chứ mình cũng không có... Về tuổi tác là anh không phân biệt. Lớn cũng được. Ừ. Phải có nhà cửa ổn định. Ừ. Còn mấy cô, mấy chị mà đang ở chợ đến với mình thì không được.
À đúng rồi, bởi vì mình đang ở chỗ mình khổ rồi mà lại ở chỗ này. Anh Phong Độ đẹp trai lên chương trình thì chắc có nhiều cô nhiều chị đang làm công nhân ở chợ thích mình, muốn kết nối với mình được không? Ở chợ thì không được rồi. Ở chợ là không được rồi. Dạ, mình cái nào mình nói thật à, phải có nhà cửa được. Thẳng nè, đỡ mất thời gian. Mấy cô mà 60, 70 cũng được luôn hả? Được luôn. Cho 70 tuổi hơn mình 20 tuổi. Đó, mình không phân biệt tuổi tác. Hơn mình từ mấy chục tuổi sao? Mình thương mình làm mình thương à. Nhưng mà già nhanh nhau hết rồi. Thì kệ, bây giờ mình đã mình nó chấp nhận mà, không phân biệt tuổi tác mà. Rồi, bây giờ mấy cô, mấy chị mà đang ở dưới quê đi muốn kết nối với anh, đưa anh về quê ở sống được không? Dưới quê xong vùng sâu sâu có nhà cửa tí xíu á. Không được. Không được hả? Ừ. Lý do sao anh? Bởi vì hồi đó giờ mình không có làm nghề ruộng, nghề ấy đó. Rồi sợ rồi về, rồi làm phiền mấy cổ. Rồi thành ra mình không dám. Rồi mình thích ở thành phố ha. Tuổi tác thì không quan trọng. Tuổi tác sau 50-70 vẫn được. Có nhà cửa là được. Yêu cầu mình có cái, cũng như cô đó mà có cái phương tiện đồ về đặng cho mình làm á. Mình tính mấy chục năm nay thì thấy nó quẩn nhiêu đó à. Là mấy chục năm nay không có, không có lời. Nó dở quá à. Sau này về cho mấy cổ tính chứ mình không có tính. Bây giờ mình cổ tính mình làm. Tính mấy cổ là ban nhà mấy cổ luôn á. Dạ. Cho mấy cổ tính thì mình làm. Dạ, chỉ có con đường nhanh nhất đi ở để kiếm nhà cô nào chị nào có nhà cửa là gọn. Có bề thế, có phương tiện. Có bề thế. Mình về đó mình làm chứ không phải là mình ấy. Rồi anh xem chương trình của tụi em lâu chưa? Xem chương trình lâu chưa? Xem cũng lâu rồi. Rồi mình có thấy cô nào chị nào được không? Thấy cũng có đó. Nhưng mà cô nào? Cô nào? Cô Hương. Cô Hương nào đó? Cô Hương mà ở Bà Rịa Vũng Tàu. Wow, dạ, giám đốc nông sản. Nhà biệt thự 35 tỷ. Năm xào, năm rẫy cà phê. Năm hết keo với một cái kho xưởng, mấy lô đất nữa là chỉ đó là tài sản, cả biệt thự đó, cả nhà đất là gần 35 tỷ á. Thì coi như cậu có cái phương tiện đó, mình nghe nói á, thì mình cũng về làm phụ tiêu đồ với cậu á. Đúng rồi, anh nghe nói kỹ nha. Phương tiêu kể. Không sao ha. À coi như là anh thấy chị đó có điều kiện cũng tốt đúng không? Mình giờ mình làm ha. Căng quá ha. Rồi, nhưng mà sao mà chị thích anh ngắm cô Hương 35 tỷ đó, thích cái điều gì của cô giám đốc này? Không có, bởi vì cổ lên á, cổ nói chuyện á, thấy cổ hiền hậu. Rồi thấy cổ cũng mà nói chuyện chậm rãi với cổ, không có lên trên lạch mình như cổ. Nhưng mà bây giờ mình không có cái gì trong tay hết mà mình đi về với cô 35 tỷ á, mình thấy nó ngại ngại không? Thấy cũng ngại lắm, nhưng mà giờ mình cũng nói thật. Mình cũng nói thật, chứ thấy nó cũng ngại lắm. Thấy cũng hơi cấn cấn ha. Cô đó mất lễ mà, thu gì? Con thu hả? Không thu. Cô đó 35 tỷ nữa. Mình đi ở để thì anh có ngại người ta dị nghị gì không? Nói ra nói vào gì không? không cái mình chấp nhận đi ở rễ rồi mà. Ai nói gì nói, miễn sao mình tìm được để yêu thương, miễn sao cổ thương mình là được rồi, người ta nói gì người ta nói. Rồi anh nhắm về ở rễ thì anh làm được công việc gì nè? Phơi chị tiêu chẳng hạn, như làm tiêu đồ tiếp cẩu căng, là phơi tiêu hay là đi lấy tiêu. Mình về mình có phụ không hay là mình trông coi quản lý? Phụ chứ, mình phải phụ làm chứ. Gặp việc nào làm việc nấy, mình đi ở rễ mà. Rồi. Làm đi nấu cơm, rửa bát, giặt đồ anh có làm không? Làm hết, đã đi ở rễ rồi làm hết. Giặt đồ luôn. Gặp chuyện gì làm chuyện nấy. Chấp nhận ha. Lau nhà, quét nhà làm hết. Trời, siêng dữ. Nhưng mà cô Hương ở đây nhà biệt thự lau đuối lắm á nha. Nhà biệt thự lau mệt lắm á. Không quan trọng ha. Dạ, không, sức khỏe mà quan trọng là chị Hương có đồng ý cho mình đi ở để không là mình chấp cái nhận hết. Mình không quan trọng. Nếu mà bây giờ mình lên đây mình nói vậy, nếu mà cổ á suy xét nhủ lòng thương đó, thì cô cho mình một cơ hội. Vậy. Dạ, dạ. Xin về. Chị Hương giám đốc công ty nông sản ra, chị còn anh còn chọn ai nữa không? Không.
Mỗi chị đó thôi. Mỗi chị đó. Nếu chị đó không được là không chọn ai hết. Nếu chị đó không được thì nãy có nói đó là bất cứ ở đâu, người nào có điều kiện, có nhà, không phân biệt tuổi tác, có nhà. Thế bây giờ ví dụ như mà người nào không có nhà, họ cũng làm công ty ở trọ giống như mình á, nhưng mà họ tích góp, họ làm ăn mấy năm nữa mua được nhà thì sao? Thì cái chuyện đó không được rồi. Khó đúng không? Khó. Giờ cứ có là ăn liền, mì ăn liền là ngon đúng không? Đấy. Nhà về ở sẵn cho khỏe. Bây giờ mình cần đang cần có nhà nên mình về mình có làm ăn nhà. Bên Huy Hùng có bán mật ong rừng nguyên chất được khai thác từ trong rừng ra, giống như cái chai bên cái hình này, đảm bảo nguyên chất, chất lượng, an toàn, rất là tốt cho sức khỏe. Quý vị và các bạn mua hàng, hãy mở hàng ra kiểm tra, đúng đảm bảo chất lượng hàng thật thì mới thanh toán. Quý vị và các bạn ủng hộ Huy Hùng, hãy mua hàng thì liên hệ số điện thoại ở trên màn hình. Huy Hùng sẽ giao hàng miễn phí toàn quốc. Căng đấy, căng quá đấy. Thế sao bây giờ mình không tự làm đi, có nhà đi, xong rồi mình cứ dở sau? Thì đã, bây giờ thì tới ngày đó thì bây giờ mình đã 50 mấy tuổi rồi, mình già rồi còn có gì nữa. Bây giờ mình còn trẻ, anh này tính kỹ đó, mình còn trẻ, mình còn đi tìm kiếm còn được đối thương. Mình còn đi ở ghế mấy cổ đó. Được, mấy cổ kêu cái gì mình làm mấy. Chứ tương đối già rồi. Già rồi à, bắt ai bắt ghế nữa. Mình lúc đó mình không bắt rẻ nữa, nhưng mình tự làm có tiền, mình cưới vợ về nhà đàng hoàng chứ. Nhà mình trời ơi, tới đó lụm cụm còn gì nữa, lụm cụm còn gì nữa, cưới rồi mấy chục năm nay làm ăn bao nhiêu banh hết nhiều luôn. Giờ trắng tay á. Mà bây giờ mình đi làm lương tháng được nhiêu? Thì bây giờ mình đi làm tự do lương tháng bây giờ này, 10 triệu gì đó. Trong túi anh, trong bóp anh, bây giờ tài sản của mình còn được bao nhiêu? Tài sản hả? Còn 50 triệu à? 50 triệu hả? Còn nhiều. Nói thật. Làm nhiều quá hết luôn. Mình nói thật à? Thật thà. Ừ. Nhưng mà không dành dụm gì hết á. Thì bởi vì tôi thấy làm ăn thất bại rồi. Cái nó xào nhiêu. Nó xào làm nhiêu xào nhiêu rồi. Hết luôn. Mới đã. Mình đang chờ ăn nhậu nhiều không mà sao xài dữ vậy? Không, nhậu thì không có nhậu, cờ bạc không có, pizza đá gà cũng không có. Rồi bây giờ chị Hương là giám đốc công ty thì chị chạy ô tô, anh có biết có bằng lái xe chưa? Hả? Có mà nghỉ lâu rồi không có chạy. Dạ. Nhưng có bằng chưa? Có rồi. Giờ giỏi vậy mới hỏi. Có bằng nhưng mà nghỉ lâu không có chạy nữa. Giờ đặng hạn như tôi có bằng, giờ về cổ có đi lấy tiêu lấy gì đó, tôi bằng B2. Bây giờ mình lấy về xong rồi cái chị đi đâu mình chở đi, bẻ ra. Đúng rồi. Trời ơi, tính như cái giữ lắm đủ. Đi công chuyện lại đi đâu á, thì rồi về mình chở đi, vậy thôi. Nhưng mà chạy mướn thì coi như hôm đó giờ không có chạy nữa. Anh có lời nào nhắn gửi tới chị Hương không? Chúc cho cô Hương được nhiều sức khỏe, vui vẻ. Và hôm nay lên thì có ý vậy, nhưng mà cô Hương có nhủ lòng thương, suy xét nhủ lòng thương. Thì cô Hương đồng ý thì phải ở dễ luôn. Cô đồng ý. Nghiêm túc đây, cái này nghiêm túc đấy. Thì anh nói đi, nếu mà em đồng ý thì anh về rồi dễ. Anh nói đi chứ. Nói nếu sao mà cô Hương... Hương nghe, cô Hương đồng ý, nước mình về rồi dễ. Cô Hương, giờ nói thật nè. Đó. Tôi như bị chìm dưới đáy sông mà cô thò tay cô vớt tôi lên cao á, thì tôi nguyện suốt đời sẽ ở bên cô. Trung thành. Rồi. Coi như là mình bị chìm dưới đáy sông. Chìm dưới dòng sông rồi. Bây giờ mình chìm ở dưới dòng sông rồi, giờ cổ đưa tay cổ vớt mình lên cao mình, thì người ta nghĩa đó là nó... Mình tự mình bơi lên đi chứ mình còn chờ lại vớt nữa. Bơi ngóc ngóc lên đi. Người ta vớt mình lên là mình xin ở rễ suốt đời luôn. Xin ở rễ suốt đời, nếu mà bắt làm giấy tôi cũng làm giấy luôn. Làm giấy rồi giờ làm giấy bán luôn cũng được. Không được. Nguy hiểm á. Không. Ý là làm giấy là cam kết. Làm cam kết suốt đời. Rồi. Anh làm gì mà bi đát chứ. Để nói gì cho cổ. Anh còn chân còn tay, anh chìm như sông anh bơi lên chứ. Bơi chứ. Chờ người ta vớt lên thì thua rồi. Đàn ông mà chí lớn gì. Nói vậy chứ có lúc mình cũng phải chìm. Chìm mà gắn mà bơi. Cỡ nào phải bơi lên. Ừ. Không được gục gã.
Ông đừng không ngại. Mình anh khỏe mạnh như thế mà anh mới có 52 tuổi còn trẻ, em 42 rồi em vẫn còn cố gắng rồi. Anh mạnh mẽ lên. Đừng mà dựa dẫm đó là khó. Mạnh lên anh. Chìm phải bơi lên. Thất bại là làm tiếp. Nha. Biết đâu mai sau cô Hương cô si vẫn xét. Cô Hương nói vậy. Rồi cô si xét rồi cô nhủ lòng thương á, giờ cô đưa mình lên. Rồi, ok anh. Rồi vậy thì trước mắt là là chương trình cũng sẽ ghi nhận cái quan điểm của anh nhá. Rồi chúc anh luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, bình an. Hôm nay anh đến đây anh có cam kết tất cả những thông tin anh chia sẻ là đúng và anh chịu trách nhiệm trước pháp luật với những thông tin mình đã chia sẻ không? Đồng ý hay không anh trả lời. Đồng ý. Anh có đồng ý cho mọi người cũng như các bên liên quan sử dụng hình ảnh và video của mình. Cũng như thông tin của mình để chia sẻ lên không gian mạng và các nền tảng mạng xã hội khác nhau. Cam kết là không gỡ xuống, anh có đồng ý không? Đồng ý. Rồi. Rồi cảm ơn anh. Rồi thay mặt anh em cũng chúc anh luôn mạnh khỏe, hạnh phúc nha. Sớm tìm được một người yêu thương của mình ha. Rồi xin cảm ơn quý vị khán giả đã đón theo chương trình ngày hôm nay. Đừng quên để lại những lời bình luận góp ý để câu chuyện có góc nhìn đa chiều hơn. Và nhớ đăng ký kênh, bấm thích trang để được đón xem những video lần sau một cách nhanh nhất và mới nhất. Bây giờ xin cảm ơn và xin kính chào. Cười lên. Tay chân mạnh khỏe thế mà bơi lên thì trời người ta nhớ. Ủa sao mà mới nhận được mà lại lấy hai chai nữa? Đấy là người ta, của người ta, không phải của anh. À, bây giờ anh lấy thêm hai chai nữa hả? Ừ, anh lấy hai chai thì bữa giờ anh uống tất cả bao nhiêu chai rồi? Anh uống 4 chai rồi. Uống 4 chai rồi, tình trạng bệnh của mình nó bớt chưa anh? Ừ, nó có bớt. Có bớt hả? 10 phần bớt được mấy phần rồi? 10 phần thì nó bớt được độ 7-8 phần rồi. Ồ, vậy là quá hợp thuốc còn gì nữa? Đấy. Thế trước khi anh uống thì tình trạng bệnh mình như thế nào? Đấy, nó cái gối của nó sưng. Dạ. Sưng hụ gối lên rồi xong bắt đầu uống mà thấy nó khỏi. Anh uống được bao nhiêu ngày thì thấy nó khỏi? Uống được 2 chai thì bắt đầu thấy nó đỡ, thì xong đây rồi anh lấy 2 chai nữa là 4 chai uống đấy. Nó sưng lên giống như kiểu anh bị viêm khớp đúng không? Đúng rồi. Và anh có mà hồi trước giờ uống nhiều thuốc chưa? Trước thì anh cũng uống nhưng mà trước nó có bị đâu, mới bị. À mới bị đây à? Ồ vậy là anh hợp thuốc rồi, bây giờ đi lại ngon lành rồi gì? Đi lại thì lúc này ngon lành rồi. Bây giờ anh lấy thêm 2 chai nữa uống ha? Ừ, 2 chai người ta còn lấy cho người ta 1 chai, còn anh uống 1 chai xong hết anh lấy. Dạ rồi, ok anh, nếu anh uống được tốt hiệu quả anh cứ giới thiệu giúp em. Rồi ai mà gửi thì người lại. Đợt trước mà gửi thế nào lại lâu thế chứ, bảo không biết là không thấy gửi thuốc về. Đâu bình thường thì nó dao động khoảng tầm ngoài Bắc thì khoảng tầm 4 đến 5 ngày, tối đa là 6 ngày là nhận được. Đâu chỉ 3 ngày đấy, hôm vừa rồi mới gọi điện, thế mà hôm nay đã nhận được rồi mà. Thì đấy nó tùy theo anh, có khi thì nó giao nhanh, khi thì nó giao chậm, nó tùy theo cái đợt nó nhiều hàng hay ít hàng. Mấy hôm anh bận của anh bảo điện cho em xem là thuốc chả thấy gửi về. Dạ, ok, em cảm ơn anh, cũng tốt giới thiệu cho em nhá. Rồi. Dạ, em chào anh. Dạ.